và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức trong ngày hôm nay. Nghe tin bạn thân qua đời, Thủy Tiên khóc mờ mắt, không ăn không ngủ suốt 3 ngày. Thủy Tiên khóc mờ mắt sau khi hay tin bạn thân gắn bó với cô suốt thời gian thanh xuân qua đời. Sự đau xót của cô khiến người đọc không khỏi xúc động. Mới đây, Thủy Tiên đã có dòng tâm sự dài về người bạn thân đã qua đời. Bà xã Công Vinh cho biết, người bạn này đã ở bên cổ vũ động viên cô mỗi lúc vui buồn. Cô cũng tiết lộ 70% thất bại hay thành công của cô đều do người bạn thân quyết định. Khi biết tin người bạn qua đời, nữ ca sĩ hoàn toàn suy sụp. Cô khóc mờ mắt, không ăn không ngủ suốt 3 ngày qua. Nguyên văn dòng trạng thái của Thủy Tiên nói về bạn thân quá khổ. Bạn thân à, ngày đầu gặp nhau mày nói: sao nhìn bạn quen lắm, kiểu như quen biết nhau lâu lắm rồi đó, hay tụi mình làm bạn thân không? Mai mình chở bạn đi ăn, vậy là hai đứa làm bạn. Cả một thời thanh xuân còn đi xe máy, mỗi lúc buồn là mày xuất hiện, chọc nhau cười đến 4-5 giờ sáng. Có khi trẻ trâu thức tình khóc lóc, mày chỉ ngồi nhìn cười rồi ôm tao dỗ. Có lần đang giỡn mày hỏi, ê mai mốt tao chết mày có khóc lóc không Tiên? Tao trả lời, mày chết tao còn cười vô bản mặt mày nữa. Tao hỏi, vậy tao chết mày có khóc không? Mày trả lời có. Nếu không có mày, tao đã không chắc có thành công như bây giờ. Trong sự nghiệp của tao, 70% thành công hay thất bại là đều do mày xúi hết. Lúc đang nhắn tin chửi nhau như chó mèo, mà tao nói, cần bất cứ đồ gì, mày cũng đi mua ngay, mang tới nhà rồi bảo, chắc kiếp trước, tao mắc nợ mày hả? Ừ, bây giờ mày mất, mày không cho tao hay bao năm nay. Thỉnh thoảng tao cứ nằm mơ thấy mày thức dậy. Tao khóc rồi đi tìm mày mãi, đến khi tao biết là cùng chung một bầu trời Sài Gòn, mà ngày mày đi cũng không thèm cho tao biết dù chỉ một lời. Tao khóc như một con chó, không ăn không ngủ 3 ngày nay, mắt tao mờ luôn rồi. Đến khi nhìn thấy hũ cốt và thắp cây nhang cho mày, tao cũng chẳng thể nói gì được ngoài việc cứ lẩm nhẩm chửi trong lòng, thằng khốn nạn, sao mày lại đối xử với tao như vậy? Đối với tao mày hơn cả người thân ruột thịt. Vì ruột thịt chứ ai đối xử với tao tốt hơn mày đã đối với tao. Trong đời này hối hận lớn nhất của tao chính là lúc biết trân trọng mày, thì mày đã ra đi vĩnh viễn rồi. Kiếp này mày còn nợ tao lời sau cùng, nên nếu như lỡ tao còn có kiếp sau, nhất định mày sẽ phải gặp để trả cho tao tiếp tục nhé. Tao sẽ luôn cầu nguyện cho mày. Đối với cô, người bạn này còn hơn người bạn thân ruột thịt. Bà xã Công Vinh khẳng định trong cuộc đời này, hối hận lớn nhất của cô chính là lúc biết trân trọng, thì người bạn này đã ra đi vĩnh viễn. Sau khi đăng tải bài viết của Thủy Tiên nhận được sự quan tâm của cư dân mạng, ai nấy cũng xúc động trước những dòng tâm sự của nữ ca sĩ về người bạn thân thất lạc nhiều năm và đã qua đời. Bên cạnh đó, các fan khuyên nữ ca sĩ bớt buồn để không tổn hại sức khỏe. Cô sẽ cầu nguyện cho người bạn của mình được lên thiên đường.